chỉ từ 3.500.000 đồng, bạn đã có cho mình một website giới thiệu sản phẩm chuẩn sale. Website chuẩn sale đã trở thành công cụ marketing mang lại hiệu quả cao mà bất cứ cá nhân, đơn vị kinh doanh nào cũng nên sở hữu. Tuy nhiên, việc lựa chọn công ty thiết kế website chuẩn sale uy tín, đảm bảo chất lượng thì không hề đơn giản. Quick Việt Nam là một đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng với phương châm hoạt động đặt uy tín lên hàng đầu. Website bán hàng được Quick Việt Nam thiết kế với giao diện hiện đại, tối giản, chuyên nghiệp, đầy đủ các chức năng. Toàn bộ website bán hàng do công ty thiết kế hiện nay đều đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cũng như tính thẩm mỹ cao. Đầu tiên, giao diện sẽ được thiết kế bắt mắt và thân thiện với người dùng. Giao diện được thiết kế riêng, đẹp mắt, phù hợp với ngành hàng kinh doanh, chức năng bán hàng hoàn chỉnh với các module hỗ trợ bán hàng online hiệu quả, dễ dàng cập nhật thông tin sản phẩm và tổng kết đơn hàng, hiệu suất ổn định, tốc độ tải trang nhanh, tối ưu hành trình mua hàng của khách hàng, giúp rút ngắn thời gian, loại bỏ thao tác thừa không cần thiết. Thứ hai, về khả năng tùy biến giao diện, tương thích với mọi thiết bị. Trong thiết kế web, điều đầu tiên mà hầu hết các đơn vị quan tâm đó là giao diện web. Ngày nay, hầu hết người dùng sử dụng chủ yếu 3 dạng màn hình chuẩn của laptop, máy tính bảng và smartphone. Chính vì thế mà website bán hàng do Quick Việt Nam thiết kế với khả năng tùy biến giao diện cao, cho phép hiển thị nội dung co giãn phù hợp tương thích với nhiều màn hình, thiết bị đầu ra khác nhau. Thứ ba, thiết kế website bán hàng chuẩn SEO giúp bạn bán hàng dễ dàng hơn bao giờ hết. Google luôn ưu tiên hiển thị đối với những website có thiết kế nội dung chuẩn SEO. Chính vì thế mà các mẫu thiết kế của Quick Việt Nam luôn hướng đến định hình và tối ưu các thẻ heading, URL, thẻ ALT, nội dung theo chuẩn SEO mới nhất của Google. Do đó, bạn có thể yên tâm rằng web của mình luôn được tiếp cận người dùng nhanh chóng với thứ hạng cao trên Google. Bên cạnh đó, các website bán hàng của Quick Việt Nam được thiết kế còn đảm bảo các tiêu chí của Google Merchant Center để chạy quảng cáo Google Shopping, dễ dàng tích hợp Meta Pixel, API Facebook khi chạy quảng cáo trên Facebook, các thông tin cần thiết để đăng ký, thông báo với Bộ Công Thương. Thứ tư, website nâng cấp dễ dàng. Một ưu điểm trong thiết kế website của Quick Việt Nam là website có thể dễ dàng nâng cấp để phát triển liên tục, giúp web bán hàng của bạn có thể luôn theo kịp xu thế và xu hướng thiết kế mà không lo bị lỗi thời. Thứ năm, toàn bộ thông tin trên web được bảo mật tuyệt đối. Ngày nay, khi mà thị trường thương mại đang có quá nhiều lỗ hổng khiến cho các hacker, virus dễ dàng xâm nhập hệ thống web thông qua mạng LAN và ăn cắp dữ liệu của khách hàng khiến nhiều khách hàng lo lắng, thì tại Quick Việt Nam, toàn bộ thông tin trên web được bảo mật tuyệt đối. Thiết kế website bán hàng chuẩn SEO mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cửa hàng. Vì vậy, bạn nên lựa chọn đơn vị thiết kế website chuẩn SEO giúp cho doanh nghiệp của mình có một website chuyên nghiệp và hiệu quả để thu hút được nhiều khách hàng, tạo dựng được thương hiệu, quảng bá thương hiệu của mình. Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế website chuẩn SEO, hãy liên hệ với Quick Việt Nam qua số điện thoại 0777-222-555 hoặc email ada@quick.vn để được tặng tên miền quốc tế và máy chủ lưu trữ năm đầu tiên, miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL nhé.